hiện nay thì cái vấn đề lạm dụng các cái vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất ở trong cái nông nghiệp nó rất là lớn, và từ đó nó gây rất là nhiều những cái hệ lụy trong cái vấn đề liên quan đến môi trường, từ môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí cho đến cái môi trường cuộc sống. Chính vì vậy thì bọn mình muốn là từ cái vấn đề đó thì sản xuất nông nghiệp chúng ta phải hướng tới một cái vấn đề là nông nghiệp xanh. Hàng ngày cũng có rất nhiều những cái nguồn rác mà đòi hỏi là cần phải phân loại, cần phải xử lý để tái tạo thành những cái vật tư về hữu cơ. Trước khi chúng ta đổ rác thì chúng ta phân loại rác thải từ cái rác thải hóa học sang một bên, rác thải về vô cơ một bên, rác thải hữu cơ một bên, để từ đó những cái rác thải vô cơ chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ sinh học và chuyển dịch từ cái chất hữu cơ sang những cái sản phẩm phân bón để phục vụ ngay cho cái vấn đề trồng trọt ở tại chính cái gia đình mình. Như vậy cái ý thức của người dân sẽ nâng cao và chúng ta sẽ tận dụng được cái rác thải đó và giảm thiểu cái lượng rác thải đổ ra bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường. Mục đích của mình ấy thì là muốn lấy tận dụng, nói chung cũng để tiết kiệm một tiền mua phân để tự trồng rau cho gia đình. Cái chế phẩm VBO ủ rác nhà bếp hữu cơ có nguồn gốc, nó là những chủng vi sinh có ích, hoạt lực cao, thì tác dụng là phân hủy nhanh rác thải hữu cơ, khử mùi hôi trong quá trình ủ rác và bổ sung một số cái vi sinh cải tạo đất trồng. Đây đều là những cái chủng vi sinh bản địa, an toàn với đất trồng, với cây trồng, con người và môi trường. Đặc biệt thì đây là sản phẩm của người Việt Nam và do người Việt Nam làm chủ công nghệ và được cấp bằng sáng chế độc quyền vào tháng 4 năm 2017.